Sáng 24 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lớn cộng lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến giao thông khu dân cư bị ngập lụt chia cắt. Thành phố Đông Hà có 13 điểm ngập lụt cục bộ tại các tuyến đường nội đô. Nhiều khu dân cư bị ngập cục bộ khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Tại huyện Đắk Trông, mưa lớn gây ngập lụt cục bộ từ 1 đến 1,5 mét ở một số tuyến đường ngầm tràn làm chia cắt giao thông tạm thời. Huyện Hướng Hóa hiện có 4 điểm gồm cầu tràn thôn Tả Xía, cầu tràn thôn Ván Tri, cầu tràn thôn Trang, tràn Bản Bù bị ngập lụt từ 0,5 đến 1 mét. Còn tại huyện Hải Lăng, một số tuyến đường xóm liên xã bị ngập sâu. Sáng 24 tháng 10, mưa lớn gây ngập lụt cục bộ quốc lộ 9 qua thành phố Đông Hà và huyện Cam Lộ gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.